Xin chào quý khán giả của Carolina TV. Tuần lễ thứ năm cuối cùng tháng 3 năm 2018, bài viết Mạng sống ngư dân và chủ quyền Việt Nam. Nhà báo Phạm Trần biên soạn, Trần Hưởng tóm lược và trình bày. Đã có những bằng chứng Trung Cộng gia tăng áp lực ngư dân Việt Nam bỏ biển và Đảng Cộng sản Việt Nam quy hàng Bắc Kinh ở biển Đông từ đầu năm 2018 khi chính phủ chỉ biết phản đối Trung Hoa bằng nước bọt mà thôi. Bằng chứng đã được Hội nghề cá Việt Nam công bố trong công văn ngày 26 tháng 3 năm 2018 gửi văn phòng chính phủ, Bộ ngoại giao và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo lời ông Phạm Anh Tuấn Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội nghề cá Việt Nam thì gần đây các hội nghề cá hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi liên tục phản ánh các tàu của địa phương này bị tàu lạ tấn công cướp phá khi đang hoạt động ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa khiến chủ tàu ngư dân thiệt hại lớn về kinh tế. Theo báo Thanh niên ngày 26 tháng 3 năm 2018 nhấn mạnh quan điểm phản đối hành động vô nhân đạo đối với ngư dân trung ương hội nghề cá việt nam kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm các tàu lạ có hành vi đâm va cướp phá tài sản tàu cá việt nam để xử lý và ngăn chặn các hành động tương tự đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân Việt Nam trong hoạt động lao động sản xuất trên biển. Điều đáng chú ý là trong văn thư báo cáo để phản đối, Hội nghề cá Việt Nam không dám nói thẳng tàu của Hải quân Trung Cộng hay Trung Quốc là thủ phạm đâm tàu cá Việt Nam và lính Trung Cộng đã phá hoại và cướp tài sản của ngư dân. Họ chỉ dám nói là tàu lạ để không chạm đến Trung Hoa như cách tránh phạm húy, để không làm phương hại đến giao hảo giữa hai nước Việt Trung theo yêu cầu của Đảng. Nhưng đây là tư duy hèn nhát của lãnh đạo đảng và chính phủ Việt Nam đã được ban tuyên giáo đảng áp dụng từ xưa đến nay. Tuy nhiên, đối với ngư dân, những nạn nhân của đội quân cướp biển dã man của Trung Cộng từng bắn ngư dân Việt Nam đâm chìm tàu trong đêm tối và tịch thu ngư cụ và hải sản đánh bắt thì họ đã tố cáo đích danh là lính Trung Hoa. Bằng chứng điển hình đã được viết trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 23 tháng 3, 2018 Chiều 23 tháng 3, tàu cá do ngư dân Đặng Tầm làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng và tàu cá do ông Đặng Bi làm chủ tàu cùng chú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã về đến cảng Sa Kỳ trình báo với cán bộ đồn kiểm soát biên phòng Sa Kỳ về việc bị tàu Trung Quốc tấn công cướp phá tài sản trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam vân vân. Tương tự, tàu của ngư dân Đặng Tầm cũng bị cướp phá chặt dây hơi, phá máy giò cá, bộ đàm. Bài báo viết tiếp, không chỉ cướp phá, người trên tàu Trung Quốc còn đổ một gói bột màu trắng bao bì ghi chữ Trung Quốc vào nước uống của ngư dân khiến ngư dân không thể uống. Các ngư dân cho rằng đây là hành động triệt luôn đường sống không cho ngư dân tiếp tục bám trụ ở Hoàng Sa vân vân đọc những lời kể của ngư dân có ai là người việt nam mà không đau lòng khi thấy chính phủ và đảng cộng sản việt nam kể cả bộ ngoại giao đã không có bất cứ phản ứng nào về hành động tàn bạo của lính trung hoa trên vùng biển thuộc chủ quyền của việt nam ở hoàng sa mọi người cũng muốn biết lực lượng cảnh sát biển và lực lượng tuần duyên hải quân của việt nam đã biến đâu mất trong những giờ phút ngư dân gặp nạn hình ảnh duy nhất xuất hiện trên các báo việt nam cho thấy một số nhân viên của lực lượng biên phòng đã được cử đến để lấy lời khai của ngư dân và ghi tang chứng những tàu cá bị quân trung cộng tấn công khi họ cập bến Việc làm này cũng như các lần trước chỉ để báo cáo lên cấp trên cho có lệ và không đem lại bất cứ kết quả nào. Tuy nhiên, hành động tấn công các tàu cá Việt Nam tháng 3 năm nay 2018 quanh vùng biển Hoàng Sa bị quân Trung Cộng đánh chiếm từ tay Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tháng Giêng 1974 đã xảy ra vào dịp Bắc Kinh đơn phương đưa ra lệnh cấm bắt đánh cá ở biển Đông từ 12 giờ ngày 1 tháng 5 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2018 mà họ nói là để bảo dưỡng nguồn hải sản. Đối với ngư dân Việt Nam thì thời gian cấm đánh bắt lại rơi đúng vào vụ mùa thu hoạch cao, loại cá nam hàng năm tập trung về vùng Hoàng Sa và Trường Sa cho nên dù biết nguy hiểm ngư dân Việt Nam vẫn phải tiếp tục ra biển đánh bắt. Vậy chính phủ Việt Nam đã phản ứng về lệnh cấm của Trung Cộng ra sao? Về phương diện bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ an ninh cho ngư dân thì chưa thấy chính phủ Việt Nam nói gì cả. Duy nhất chỉ thấy người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc. Tuy nói thì hăng đấy nhưng Việt Nam không có lực lượng chấp pháp hữu hiệu trên biển nên Trung Hoa đã bỏ ngoài tai tất cả những gì Việt Nam muốn nói. Cũng đáng quan tâm là khi tình hình Việt Trung nóng lên thì Trung Hoa đã thực hiện hai cuộc tập trận quy mô trên biển Đông, ngay sau khi lính của họ tấn công ngư dân Việt Nam và ban hành lệnh cấm đánh bắt dài hơn 3 tháng, cuộc tập trận thứ nhất của khoảng 40 tàu hải quân các loại và tàu sân bay Liêu Ninh đã diễn ra ở khu vực Nam đảo Hải Nam hướng ra biển Đông. Sau đó là cuộc tập chiến đấu trên không của binh chủng không quân bao gồm vùng trời ở Biển Đông, khu vực Tây Thái Bình Dương và vùng eo biển ở miền Nam Nhật Bản. Các tin của kỹ nghệ dầu khí xác nhận Việt Nam đã phải đình chỉ tìm kiếm ở những cá rồng đỏ sau khi Trung Hoa đe dọa sẽ tấn công quân sự rộng rãi vào các vị trí của Việt Nam ở Trường Sa giếng này có khả năng sản xuất 25 đến 30 ngàn dầu thùng dầu và 60 triệu mét khối khí mỗi ngày. Trung Hoa cho rằng giếng này nằm trong vùng lưỡi bỏ thuộc chủ quyền của họ. Mặc dù tòa án quốc tế đã bác bỏ luận cứ này từ năm 2016, nhưng Trung Hoa không chỉ bất bình với Việt Nam ở cá rồng đỏ mà còn hậm hực với Hà Nội về dự án mỏ cá voi xanh của Exxon Mobil trong lô 118 ngoài khơi Đà Nẵng. Tin từ phía Việt Nam và Exxon Mobil xác nhận dự án mỏ dầu khí cá voi xanh sẽ được Petro Việt Nam và Exxon Mobil chính thức khởi động vào cuối năm 2019. Bang giao Việt Trung đã rẽ sang lối đi khác sau nhiều năm tháng ngôi ngoa sau các biến cố đẫm máu Hoàng Sa 1974, cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979-1990 và cuộc thảm sát Gạc Ma 1988. Bởi vì lịch sử Việt Nam đã nhiều lần chứng minh lãnh đạo láng giềng phương Bắc tuy là bạn cùng thuyền hôm nay mà cũng có thể là kẻ lật thuyền ngày mai bằng chứng như chuyện các ngư phủ việt nam tiếp tục bị lính trung cộng hành hạ bắn giết và cướp tài sản ở biển đông của việt nam và các vụ tranh chấp lãnh hải và tài nguyên thuộc quyền sở hữu của việt nam đã chứng minh rõ mặt bạn thù trong thế giới hôm nay thế mà tiếc thay việt nam vẫn có những lãnh đạo người Việt Cộng sản còn ngây thơ nhắm mắt để xa vào cái bẫy của tình hữu nghị 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai và láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt đối tác tốt trần hưởng lược thuật bài viết của nhà báo phạm trần trân trọng kính chào Carolina TV.